Xin chào tất cả các bạn. Trong video ngày hôm nay, My sẽ hướng dẫn các bạn cách để diễn đạt ý tưởng giúp bạn ăn trọn điểm đối với phần thi thảo luận trên tình huống giữa thí sinh A và thí sinh B trong phần thi Speaking B1 Pet Part 3. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua phần tình huống của bức tranh ha. Và đây là phần tình huống mà giám khảo sẽ đưa ra khi các bạn thi. Các bạn gặp bức tranh trong video ngày hôm nay thì giám khảo họ sẽ bắt đầu bằng lời dẫn như sau. I'm going to describe a situation to you. A young man works very hard and has only one free day a week. He wants to find an activity to help him relax. Here are some activities to help him relax. Và thì khi mà đến phần này, giám khảo họ sẽ đưa cho các bạn cái bức tranh tình huống và họ sẽ tiếp tục nói như sau. Now talk about the different activities he could do and say which would be most relaxing. All right? To now talk together. Khi đến phần này thì examiner họ yêu cầu cả thí sinh A và thí sinh B sẽ cùng thảo luận với nhau về cái tình huống mà họ đã đưa ra. Và cuối cùng mình sẽ chọn cái được gọi là the best one, cái tốt nhất, hiệu quả nhất để mà giúp cho a young man, cái người đàn ông trong cái tình huống này để có thể relax, thư giãn. Vậy thì bây giờ My sẽ vừa đóng vai Candidate A là thí sinh A và Candidate B là thí sinh B để thực hiện phần thảo luận về cái bức tranh tình huống trong video ngày hôm nay nhé. Và các bạn, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi ha. Well, we can get started with this activity. I think fishing could be an option because it helps to reduce anxiety and unwind. How about you? I'm not sure about this because he could get bored and it's a waste of time as well. Why don't we go for dancing? This dancing at the party. It makes him chill out after a hard day of work and also make new friends. Do you think so? That would be a good idea, but I think he doesn't like such noisy atmosphere. We can have a look at this activity. I suppose reading a book could be a wise choice because, you know, reading not only helps him get out of stress, but also strengthens his brain. What do you think? That sounds great, but I think reading is too simple. We need something more interesting like cooking. He might be good at cooking, so I think he would be relaxed and happy to ensure a good meal with his loved ones, maybe his family or friends. I'm sorry to say that I can't agree with you because cooking is a daily activity he does. And I would love to choose another one. I think swimming would be, you know, a good option. It helps him manage stress well, especially on hot days. How about you? I suppose the swimming pool is, you know, not near to his place, so it's not convenient to come there. Instead, painting a picture would be a good form of relaxation. Well, I guess he is not into this activity because it's quite boring. I prefer working with his dog. This is the best way for him to get out of stress. I think, you know, after discussing all activities, I think cooking this is the best choice. Do you think so? Okay, perfect. Let's vote for it. Vậy cái câu nói let's vote for it. Wait for me. Khi mà mình đưa ra sự chọn lựa, mình sẽ nói là mình sẽ chốt lại các bạn, thì mình có thể dùng cách diễn đạt là let's vote for it. Vậy thì khi mà mình diễn đạt là let's vote for it có nghĩa là ok, tuyệt vời đấy, hay đấy, chúng ta sẽ chọn nó đi. Vậy thì cái cooking là sự chọn lựa tốt nhất để mà giúp người đàn ông trong cái tình huống bức tranh này, anh ta có thể enjoy, anh ta có thể tham gia để mà get out of stress, relax, để thư giãn ha. Vậy thì trong cái phần mô tả, trong cái phần thảo luận vừa rồi, My đã
mô phỏng cho các bạn thì các bạn có thể thấy đi dùng một vài cách diễn đạt, ví dụ như là mình đưa ra là ở đó là một cái sự chọn lựa hay, một sự chọn lựa tốt, mình có thể kêu là a good option chẳng hạn, đúng không này, good option là cái sự chọn lựa này. Hoặc là thay vì mình kêu từ option, mình có thể dùng cái gọi là một sự chọn lựa khôn ngoan, a wise choice. Đấy, những cái cách diễn đạt này sẽ giúp mình ăn điểm. Hoặc là ví dụ như mình có thể diễn đạt khi mà My có đề cập đến là khi mà mình từ chối á, thay vì mình kêu là I don't think so hoặc là I don't agree with you, thì mình có thể nói là I'm not sure about this, like this, I'm not sure about this, like that. Đấy, because, bởi vì thì diễn đạt ra. Hoặc là đôi khi mình từ chối nhưng mà thay vì mình dùng cái cách diễn đạt vừa rồi thì mình cũng có thể nói là mình có thể khen cái đề xuất của người bạn của mình, cái suggestion của bạn mình thì cũng là một cái ý tưởng hay đó, đúng không nào? Thì mình có thể nói là that's a good idea, right? That's a good idea. But, nhưng mà gì đó, ví dụ như mình kêu là đó là một ý tưởng hay đó, nhưng mà mình nghĩ là cái bể bơi đó thì nó khá là xa với cái nơi mà ông ấy ở, cho nên là nó không có thuận tiện để mà đi lại chẳng hạn. Mình sẽ đưa ra một cái lý do để mà mình phản bác lại cái việc mà mình khen là ý tưởng đó hay nhưng mà nó cũng chưa hoàn hảo cho lắm. Rồi sau đó mình có thể chuyển sang một cái tiếp theo, mình có thể kêu là I prefer, so do vậy, đúng không nào? I prefer, mình thích cái gì đó thì mình sẽ đề xuất một cái khác ra, được chưa nào? Và các bạn lưu ý là trong phần mình thảo luận đối với tất cả những cái hoạt động ha, đây tất cả những cái hoạt động hoặc bức tranh, mà không phải hoạt động mà nó được gọi là những cái đồ vật để mình chọn lựa mình tặng cho ai đó chẳng hạn, thì tất cả những cái mà bức tranh này đề cập đến thì hầu như các bạn sẽ, thí sinh A và thí sinh B sẽ cùng thảo luận với nhau như thế này về tất cả luôn, chỉ khi có tín hiệu từ examiner, từ giám khảo, họ yêu cầu chúng ta là interrupt, đúng không? Họ interrupt cái cuộc thảo luận của chúng ta, họ bảo chúng ta dừng lại thì lúc đó chúng ta mới dừng lại. Còn khi mà examiner họ im lặng và để chúng ta cùng nhau thảo luận thì theo quy tắc là tất cả các bạn sẽ, thí sinh A và B sẽ cùng nhau thảo luận tất cả những đồ vật, hoạt động hoặc là địa điểm tùy theo bức tranh mà examiner đưa cho mình. Các bạn lưu ý nhé, chứ không thể nào mà đang nói nửa chừng tầm 3 hoặc là 4 trong số 6 hoặc là 7, tổng thể là 6 hoặc 7 chẳng hạn, thì các bạn chỉ nói tầm 50-60% rồi các bạn tự dừng lại, thì lúc này vô tình sẽ khiến cho các bạn mất đi số điểm tối đa nhất cơ thể. Cho nên các bạn lưu ý phần này nhé. Alright, so that's all about the video today, and I hope this video is useful for you. Work hard and you can pass B1 level. Okay, so thanks for watching. Like, comment and subscribe my channel. Me ơi. Alright, so see you next time.